Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em khui hết ba con lộc xì của hàng Victor, một con 80, con 70 và con R7, là ba cái dòng mà cho chất lượng âm thanh cao nhất, cao cấp nhất của hiện nay trên thị trường. Thì đối với con 80 thì anh em đã biết rất là quen thuộc, thì hôm con 80 hôm nay thì đã được một bác khách ở Vũng Tàu đã chốt rồi nha. Rồi giờ em khui em show luôn để vệ sinh và tiến hành giao con 80, còn lại con 70 và con R7 cho anh em chơi. Coi như là hết hàng rồi, không có hàng về nữa đâu. Hai con này là hai con cuối cùng của em nha. À, không còn hàng nữa. Đây là con 80 của bác khách nha, tuyệt đẹp. Cực kỳ đẹp. Đây. Cũng không có cái gì để vệ sinh luôn, em mới vừa mã ốc ra đây. Anh thấy không? Sạch bóng nè. Sắc xi 7 màu đẹp keng. Cực kỳ đẹp. Em nói cái nào đẹp là bao đẹp, khỏi lo anh em, khỏi lăn tăn. Đấy. Lưng bọng nè. Sắc xi 7 màu như mới luôn. Thế này thì còn gì bằng. Đấy. Con 70 thật là khủng khiếp, tuyệt đẹp. Đó. Con này là con 80 nha, của bác khách ở Vũng Tàu nha. Đó. Tiếp tục bên đây là con 70 nè. Con 70 nó vàng, nó đẹp thế này. Đó. Thì cái chất âm của 70 thì nó giống như 80. 80 nó giống 70. Nó hơn cải tiến, hơn cái đèn chút đỉnh ha, hơn chút xíu thôi, không sẽ xích bao nhiêu. Đó, chắc xe 7 màu anh em nhé. Đó, như mới luôn. Đó, khỏi lo. Và đây là con R7 ha. Tại sao con R7 là được nhiều anh em chơi audio đánh giá nó hay hơn con 80 hay là con hay hơn con 70? Ở đây em sẽ giải thích cho anh em thấy nha. Trên cái bo cắt tần số của thằng 80 hay là thằng 70 nó đều sử dụng transistor. Đây là những con transistor nè, nhỏ nhỏ nhỏ, nó không có IC nha. Nó không có IC. Riêng về đây là con 70 luôn, em quay luôn nè. Nó vẫn sử dụng transistor. Nó không có sử dụng IC khuếch đại. Nhưng mà đối với con R7 nó là cao cấp hơn. Nó giữ sử dụng IC khuếch đại rất là nhiều. Trong một con IC như thế này, nó gồm rất là nhiều con transistor kia. Đấy, anh em nha. Cho nên chất lượng nó được cải tiến hơn. Nhưng mà vì nó không có cái đèn nước, cho nên nhiều anh em lại không coi chuộng nó bằng cái để trang trí thôi. Nhưng mà thật ra cái chất âm của thằng R7 nó vẫn hay hơn. Đấy. Đó. Nó sử dụng toàn là IC rất là nhiều. Một con IC này rất là nhiều con transistor rồi, anh em thấy ha. Đấy, kể cả trên cái bo mạch cắt tầng của nó cũng vậy, nó vẫn sử dụng IC. Đó, IC không thôi. Thứ nhất, IC nó làm gọn lại cái máy, tại nhiều con transistor mà chúng ta ráp ra một cái bo thì nó rất là dày đặc. Nó cải tiến hơn, nó sử dụng IC để làm gói gọn lại, nó không có bị nhiều, bị rối mắt. Xử lý cũng dễ hơn. Đó, cho nên R7 nó được gọi là hay hơn, tại vì nó có sử dụng cả nó con này là riêng, con này thì có cả sử dụng cái chức năng gọi là nó chỉnh cái tiếng dội, tiếng vang của tiếng mic được. Nó vodka nè anh em thấy nha. Đó. Cho nên nó cải tiến hơn rất là nhiều ha. Con này R7 thì tuyệt đẹp luôn nè anh em, quay nè. Rất là đẹp anh em. R7 thì nó làm là sắc xi trắng chứ không làm là sắc xi vàng, cho nên mình không thấy màu vàng, chỉ thấy màu trắng nè, màu trắng đẹp như mới luôn anh em. Đó ha, lưng mộng là cực kỳ sạch sẽ đẹp đẽ ha. Đây ha. Rồi, xong thì là ba con. Thì em cũng xin báo giá như hai con còn lại là con Big Victor 70 và con C70 và con R7. Thì Tết vẫn còn. Thì em vẫn bán giá là sale up cho anh em, thì cái con C70 này nè, em đang bán cho anh em với giá chỉ có 7,5 triệu thôi. Hết Tết thì giá nó là vẫn trở về vị trí cũ là 8 triệu đồng. Và con R7 thì em đang bán cho anh em với giá là 8 triệu đồng. Hết Tết thì trở về là 8,5 triệu anh em nhé. Đó. Rồi, thì anh em chờ em trong giây lát, em sẽ quay lại và lắp nắp lại và lên hộp gỗ cho tất cả ba con còn lại. Và con 80 em sẽ test giao cho bác khách ở Vũng Tàu, gửi xe Hoa Mai nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em. Chờ em trong giây lát. Rồi, thì đây tiếp tục ha. Em nó đã hoàn thành hết rồi nè. Con Victor 80 lên gỗ, thì cái hộp gỗ này là còn một con cái cuối cùng để cho bác khách nè. Là hết rồi. Qua năm nữa mới có của 80. Và 70 thì em còn hai cái. Và R7 thì cũng còn một cái, thì cũng chỉ cho theo phục vụ của khách mua đồ của mình thôi. Đây. Riêng những sản phẩm này bây giờ thì R7 em cũng còn một con thôi, và 70 em cũng còn một con thôi nha. Giá luôn hồi gỗ, giá không hồi gỗ của 70 là 7,5 triệu, anh em lấy hồi gỗ thì cộng vào 1,2 triệu.
R7 cũng vậy. Giá máy không là 8 triệu ha. Và hồi gỗ thì anh em cộng dùm 1,2 triệu. Vỏ này em đi làm dùm chứ không có ăn lời lớp vậy đâu anh em ơi. À, anh em đừng có điện thoại em kêu bớt vỏ gỗ nó là thua. Em không làm đâu. À, giá máy em đã sale cho anh em đến 500 ngàn một con rồi. Đấy. Anh em thông cảm nha. Anh em nào hiểu thì hôm nay những anh em cũng mua rất là nhiều. Em về con nào là hết con nấy, chỉ còn hôm nay là hai con cuối cùng. Đó. Riêng con 80 thì hôm nay bây giờ em test để giao cho bác khách ở thành phố Vũng Tàu đây. Thì sáng nay đi Vũng Tàu cũng khá là nhiều anh em nha. Hôm nay em gửi Hoa Mai rồi Phương Trang ha. Đó, Toàn Thắng. Cho anh em vợ ngoại nhận nhanh sớm để chơi. Đây rất là đẹp nha. Không có gì để bàn nữa cho cái hộp gỗ này. Và bây giờ em sẽ test test cần cho anh em nghe. Rồi để em đóng gói kịp luôn. Thì sáng mai em mới gửi sớm được, thì chiều nay em không có đi Sài Gòn được để em gửi nha. Ở đây là mình đang qua lọc xì. Giờ em gạt qua xuống là không ra lọc xì nè. Gạt cái nút này xuống nó không qua lọc xì. Gạt lên là ok ngay. Đó, tiếng nó rất là hay, lớn liền. Cắt tầng. Đó, sạch sẽ luôn. Giờ bây giờ em lên bát đây. Lên bát hai bên nè. Lên trép nè. Mít lên. Đây. Bác lưu ý cái nút này là cái nút để chỉnh cho cái đàn. Em đang chọn một cái kênh đàn nhảy là bên trái nha. Còn mình nhấn cái đàn phải nữa thì nó cao lên ha. Và mình tăng cái volume này nữa thì nó sẽ đàn nó cao nữa. Nó vậy thôi. Đèn đuốc là đầy đủ ok hết ha. Đèn nguồn, đèn màn hình nè. Rồi tới đây em xin kết thúc. Thì anh em nào có nhu cầu với hai con lọc xì còn lại thì hãy alo cho em qua số điện thoại 0343612345. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn em rất nhiều.